Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tract Simulator Ultimate ở 2021 bản update V1.10. Có thể một vài ngày tới thì nó sẽ có bản update nữa cho bản V1.11 thôi. Ngày hôm nay thì mình sẽ chạy thử cái xe mà tạm gọi là chiếc xe quốc dân ở trong tựa game này, nó là chiếc Ford F-Max. Nhưng mà ở cái bản này thì mình sẽ có một bản đồ skin cá nhân. Có lẽ rằng đây là skin là mình làm trau chuốt, khá là trau chuốt một tí thôi, nhưng mà nó liên quan đến tên kênh của mình và thằng Lazada. Này mình sẽ đậu một chạy một cái chiếc xe của Lazada nhá. Ok, đi con xe quốc dân và chạy chiếc xe của Lazada luôn. Đúng như tên kênh của mình, hay mua hàng các cái sản phẩm ở trên Lazada. Hôm nào sẽ làm một cái xe Shopee đó, 12/12 tôi làm. Rồi mình lấy trước Ford F-Max nha. Mấy con man thì trước làm video rồi. Mình kiếm con F-Max, con này thì rất nhiều anh em thích tại vì nó chạy nhanh, ngon bổ rẻ. Đúng cái tiêu chí kênh của mình là mua thì phải ngon bổ rẻ, làm game cũng phải, xe phải ngon bổ rẻ. Đây con này, xe này đây mình cũng độ rồi đấy. Đó, đây chính là con này. Bản này mình đã độ skin rồi nhá. Đây. Skin gốc của nó là cái bản này cơ. Đây. Bản ngày xưa mình độ nó như này. Nhìn nó cũng hơi đơn giản. Đó. Nó nâng lên một tí. Bản này có Lazada này. Bản cuối thì mình có tên kênh của mình này. Đó. Đó, có tên kênh mình, có logo của Lazada. Đó. Bản quốc kỳ Việt Nam, chung một xe. Ở những xe này mình ưu tiên là xe độ cái quốc kỳ Việt Nam là chính nhá, mặt sau cũng quốc kỳ Việt Nam này. Đó. Con này thì mình sẽ chi tiền để lắp thêm đèn lép làm. Đây mua cái này đi. Đấy, chi tiền. Con này mình hay chạy mình sẽ độ đẹp đẹp tí. Đó. Bản này mình bản mình độ hài lòng nhất đấy, nhìn nó cũng thể thao, có logo cá nhân, nhiều. Nên nào mình thích làm độ kiểu này mình sẽ làm video hướng dẫn nhá, độ kiểu đẹp đẹp này, kiểu những viết chữ mà nó hơi khó một tí mình sẽ hướng dẫn, còn độ logo thì đơn giản là chả có gì. Ok, bây giờ chu cái xe này rồi mình lại ở con này không biết phải mua ấy nhỉ, con này có định vị chưa nhỉ, mua luôn cái định vị nhá. Tí vào nếu có định vị thì lại mệt mỏi. Mua cái định vị đây. Con này chưa độ ấy này, nội thất chưa độ. Thì ra lại tốn nhiều tiền phết nhé. Trong là chưa độ nội thất này. Màu đỏ mình sẽ độ bên trong nội thất là màu đỏ mọi người. Đỏ đi. Con này thì nó lại cho độ ít nhất trong các dòng luôn. Đỏ trắng anh em. Cái này thì nó không hợp lắm nhỉ. Đỏ đen, đỏ vàng. Đây đây, lấy màu vàng này đi. Ok. Rồi, mình chạy con xe này nhá. Rồi, chiếc xe của Lazada. Rồi kiếm job. Nay mình sẽ không chạy ở Việt Nam nữa đâu, mình sẽ đi một quốc gia nó xa xa một tí. Rất nhiều anh em kêu là chạy thử của Nhật xem nào. Nó sẽ chạy một cung ở Nhật nhá. Nhật tầm 600 cây đi. Ăn cung 500 cây rồi mọi người. Nó sẽ đi được cung 500 cây nhá, cho nó nhanh gọn đơn giản. Chở cà chua không, nếu mà Lazada phải ship hàng ấy, chở cà chua thì phải đi chở cà chua vậy. Có chở bia này, tôi đi chở bia. Thì đúng là phải đi chở điện máy các kiểu, đi chở bia từ Hiroshima đến Nagoya nhá. Chiếc xe của mình, chiếc xe của Lazada. phết này. Đây có logo Logion của Lazada. Con này zoom vào cờ mờ hết à? Lúc vào nó hơi bị vỡ nhỉ. Miếng dưới thì bị vỡ này. Miếng xếp đỏ đỏ này là cũng sẽ nguyên bản cũng có đâu. Mình độ đấy. Chưa đó. Đó. Chạy hàng của Lazada này chở phai đe à? Rồi đi nhá. Con này đi nhanh. Đường đó. Ô đi ngược đường. Rẽ bên này được rồi. Chắc chắn nó không cho rẽ. Rồi, xe hàng của Lazada đi rất khiếp rồi. Khỏe lắm, nó lên dốc băng băng. Rồi đi sao rồi. Rồi tôi vào cabin tôi lái cho xong thì về nhá. Này nhớ ra con này khỏe đi cái đường 700 800 đường con này nó sẽ nó khỏe lắm. Đây sẽ nó vít gà. Đây là một trong những chiếc xe khá là ngon của tựa game này. Đường Nhật vắng nhỉ. Chúng ta tiếp tục nhé. Người thì có điện thoại. Ôi, rẽ đây à? Rẽ đây. đi bye.